Sáng nay, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2016 đã cắt băng khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội và là một hoạt động thường niên do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch phối hợp với tổ chức. Hội chợ đã được coi là sự kiện xúc tiến du lịch có quy mô lớn nhất Việt Nam. Phóng viên Đào Hiền đưa tin từ hiện trường. Với chủ đề Việt Nam trên đường biển đảo, đây là năm thứ tư Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam được tổ chức với sự tham dự của hơn 3.000 doanh nghiệp lữ hành đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu lạc quan sau một năm trầm lắng. 3 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù lượng khách du lịch quốc tế có tăng, nhưng nhìn sang các nước láng giềng, có thể thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ bằng 1/2 so với Singapore và 1/4 so với Thái Lan. Vậy các doanh nghiệp lữ hành sẽ cần phải làm gì để thu hút nhiều hơn khách quốc tế? Và những hội chợ du lịch quốc tế có tầm cỡ như thế này thì có phải là một biện pháp hiệu quả để xúc tiến du lịch hay không? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Phạm Văn Bảy, trưởng phòng kinh doanh công ty du lịch Viettravel. Vâng, xin chào ông. Ông có thể cho biết là cái hội chợ du lịch quốc tế năm nay thì theo ông đánh giá là như thế nào? Từ kinh nghiệm tổ chức hội chợ những năm trước thì hội chợ VITM năm nay tôi được đánh giá là rất là thành công ngay từ ban đầu. Và đây là một cái hội chợ mà đã được chuẩn bị rất là kỹ và sẽ là cái vào đúng cái thời điểm mà chuẩn bị chào đón cho mùa hè sắp tới, thì đây là cái thời điểm tốt nhất để cho du lịch quảng bá đến với du khách trong và ngoài nước. Vậy thì bên công ty mình có đưa ra một cái kế hoạch cụ thể là sẽ đạt được khoảng bao nhiêu lượt khách hay là sẽ có khoảng bao nhiêu phần trăm tăng trưởng du lịch trong cái tháng này nhờ cái hội chợ này không? Dự kiến là những năm trước thì chúng tôi có cái doanh thu khoảng 10 tỷ, thì năm nay doanh thu khoảng hơn 10 tỷ, tức là khoảng 13-14 tỷ. Và cái lượng khách ấy, thì chúng tôi đưa ra hội chợ lần này khoảng tầm 5-6 nghìn khách. Thì đấy là những cái kỳ vọng và những kế hoạch. Và như năm trước thì các cái kế hoạch đưa ra đều đạt được, thì năm nay chúng tôi hy vọng là cũng sẽ đạt được cái số lượng như vậy. Cảm ơn ông rất là nhiều. Như chúng ta vừa thấy thì các doanh nghiệp khá là kỳ vọng vào hội chợ lần này để có thể mở rộng cơ hội kinh doanh. Vậy thì ở tầm vĩ mô thì các hội chợ xúc tiến du lịch lớn như thế này có thật sự đem lại hiệu quả hay không? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội chợ. Xin chào ông. Ông có thể cho biết là những hội chợ như thế này thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào cho xúc tiến du lịch? Đặc biệt là năm nay thì có những điểm mới gì ở hội chợ lần này? Đối với các nước có du lịch phát triển thì luôn luôn phải tổ chức các cái hội chợ. Hội chợ là cái nơi giao lưu giữa du lịch của các nước với nhau. Đặc biệt là hội chợ mà càng có cái tầm quốc tế lớn ấy, thì nó càng mang lại những cái lợi ích to lớn. Bởi vì chúng ta có trong du lịch nó có 3 loại. Một loại du lịch để đón người nước ngoài vào, một loại du lịch là đưa người Việt Nam ra nước ngoài, và loại thứ 3 là phát triển du lịch nội địa. Thế vậy một cái hội chợ mà nó hài hòa cả 3 cái loại hình khách như vậy nó là thành công. Thế chúng ta hội chợ VITM đã đạt được cái thành công đó. Vậy thì cái điểm nổi bật của hội chợ năm nay là gì ạ? Năm nay điểm nổi bật là chúng tôi chọn những cái điểm nhấn mà chắc chắn sẽ thu hút khách, đó là Tây Bắc và Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Đấy là cái vùng hoang sơ giàu tài nguyên du lịch và những nơi mà họ đang khao khát để phát triển du lịch. Và vì vậy sự kết hợp hài hòa giữa các địa phương đó với các doanh nghiệp du lịch nó sẽ mang lại một cái điểm nhấn ấy thực sự tạo ra cơ hội phát triển. Cái thứ hai là chúng ta đang trông đợi vào một cái thị trường mới nổi, đó là thị trường Nga. Với những diễn biến phức tạp trên tình hình thế giới, nó khiến cho du khách Nga chọn Việt Nam sẽ là một điểm đến. Vậy thì năm nay Nga là khách danh dự. Bên cạnh đấy thì khách Nhật Bản, khách Hàn Quốc và khách Tây Âu luôn luôn là một thị trường được quan tâm. Và lần này thì các doanh nghiệp của họ cũng đã đến đây để giới thiệu với chúng ta và tham gia cùng với chúng ta trong việc phát triển du lịch. Cho nên hội chợ này có những cái điểm nhấn, đó là điểm đến, là sản phẩm. Và đặc biệt là có một nhiều những cái hoạt động sôi nổi trong hội chợ, để hội chợ từ một nơi bán các sản phẩm du lịch quảng cáo thì trở thành một cái ngày hội của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Như đã biết thì năm nay chủ đề là chọn thiên đường biển đảo làm chủ đề. Vậy thì cái du lịch biển đảo của Việt Nam thật sự đã khai thác hết tiềm năng hay chưa, trong khi chúng ta mới chỉ tập trung vào những cái điểm đảo nổi tiếng và những vùng biển đã truyền thống lâu nay rồi? Với một tiềm năng du lịch biển đảo vô cùng to lớn như Việt Nam ấy, thì cái mà chúng ta làm được còn quá nhỏ bé. Chúng ta không thể kỳ vọng vào một hoạt động mà có thể thu hút được khách du lịch biển đảo. Nhưng mà với cái chủ đề Việt Nam thiên đường du lịch biển đảo thì mọi cái trang trí, mọi cái giới thiệu đều hướng về biển đảo. Và chúng ta nhìn thấy ở tất cả mọi nơi đều thấy biển và đảo. Để dần dần cái khái niệm biển đảo ấy nó in sâu vào trong lòng người Việt, trong mắt của tất cả du khách quốc tế. Và như vậy phải có một cái quá trình nữa với sự đầu tư tích cực, sự hưởng ứng của tất cả các tầng lớp xã hội. Thì chắc chắn biển đảo chúng ta sẽ làm một thế mạnh, và thế mạnh đặc biệt của du lịch Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là mùa của du lịch và theo dự kiến thì sẽ có khoảng hơn 60.000 khách tham quan sẽ tới tham dự hội chợ lần này. Và theo một thông tin được tiết lộ từ ban tổ chức thì sẽ có một chương trình kích cầu du lịch với quy mô lớn sẽ diễn ra trong khuôn khổ của hội chợ từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 4. Cụ thể là sẽ có khoảng hơn 20.000 vé giá máy bay giá rẻ và 15.000 tour du lịch với giá khuyến mại từ 20 đến 30% đang chờ quý vị và các bạn. Hãy cùng đến đây và biết đâu một chuyến du lịch giá rẻ và thú vị sẽ đang chờ đón quý vị và các bạn.